Bể kem đi hả? Bể kem nhá, đứng đầu bảng danh sách tất cả những bạn hư nhất hả? Thế là thế nào? Lại không nghe lời nữa cơ, bướng à hả? Ông khỉ liệt kê ra nhá, thì là Ken ấy đứng đầu luôn nhá, đứng thứ một trong danh sách đấy. Người bị gọi tên nhiều nhất nhá chính là bé Ken. Tính thế nào đây hả? Muốn bị ăn thịt hay là bây giờ ngoan hả? Quá lừ. Đúng rồi, đưa cái tay đây, đưa cái tay đây, đưa cái tay đây, gắn miếng nào, đâu đưa đây, không ngoan nè. Cắn một miếng nhỏ thôi nhá, được không? Để khi nào ngoan rồi thì ông khỉ không cắn nữa, được chưa? Đưa đây, đưa một miếng này. Cái tay đâu? Cắn tay đâu? Bây giờ nhá, kể từ bây giờ là phải ngoan, biết chưa? Nhớ chưa? Hư nhá, là ăn thịt luôn nhá. Rồi, lần này là ông khỉ tha, biết chưa? Lần sau là ăn thịt luôn.